Phát biểu trong khuôn khổ diễn đàn đầu tư nước Nga với gọi, Tổng thống Nga Putin cho biết. Trong 10 tháng từ đầu năm, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga đã tăng 3,2%. Con số này cao hơn so với trước khi bị phương Tây trừng phạt. Chúng tôi kỳ vọng rằng kết quả của năm nay là tổng sản phẩm quốc nội sẽ không tăng dưới 3,5%. Là những người có kinh nghiệm, bạn sẽ đồng ý rằng đây là một kết quả tốt cho nước Nga. Theo Tổng thống Putin, Nga đang là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vượt xa tất cả các thành viên của EU về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các lệnh trừng phạt với quy mô chưa từng có của phương Tây là một đợt tấn công dữ dội, nhưng Nga vẫn có thể vượt qua. Còn theo Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, chính các lệnh trừng phạt của phương Tây đã thúc đẩy các doanh nghiệp của nước này đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đang thấp kỷ lục, khác xa các nước châu Âu ở thời điểm hiện tại. Theo một cuộc thăm dò mới nhất của Gallup, 56% người Nga được hỏi tin rằng nền kinh tế trong nước đang được cải thiện, trong khi 46% đồng ý rằng mức sống cũng đang được cải thiện, một kỷ lục kể từ khi cuộc thăm dò bắt đầu được tiến hành vào năm 2006. Tâm lý lạc quan của người Nga cũng đã được cải thiện hơn khi phần lớn người Nga hiểu rằng cuộc xung đột tại Ukraine sẽ không kết thúc sớm, và thay vì chú ý nhiều hơn về cuộc xung đột, người Nga muốn tập trung vào cuộc sống của chính mình. Trước những thành tựu của Nga, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây khá đau đầu về sự hiệu quả của các lệnh trừng phạt. Mới đây, Bộ Tài chính Mỹ đã kêu gọi G7 thắt chặt kiểm soát hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga trong bối cảnh xuất khẩu của Moscow ngày càng tăng. Mỹ muốn G7 điều chỉnh các quy định để ngăn chặn các nước lách luật để hợp tác với Nga. Còn Anh mới đây đã phải công bố thêm 46 biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và tổ chức từ các quốc gia khác nhau mà nước này cho rằng có liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự của Nga và hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Dù vậy, khối thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng kỷ lục trong năm nay. Cùng chuyến thăm chớp nhoáng nhưng nhiều ý nghĩa mới đây của Tổng thống Nga tới Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lại càng khiến Mỹ và phương Tây đau đầu. Bởi các đồng minh Trung Đông một thời của Mỹ đang mở rộng cánh cửa chào đón Nga cùng những cái bắt tay của những ông trùm dầu mỏ thế giới. Còn Đức, đồng minh của Mỹ, cường quốc số 1 tại châu Âu, vì trừng phạt Nga lại đang phải tính cách trong mùa đông giá lạnh vì thiếu khí đốt Nga. Chính quyền Đức khuyến cáo người dân phải tiết kiệm năng lượng, thậm chí khuyên người dân nên tắm ít hơn trong mùa đông, bởi giá khí thiên nhiên hóa lỏng từ Mỹ và các nước Bắc Âu đắt gấp rưỡi của Nga.